được xây dựng dưới triều Gia Long vào năm 1805. Các bức tường thành này là một trong những bức tường thành đặc biệt nhất của kiểu pháo đài vào bờn xứ Đông Dương. Đây là một kỹ thuật xây dựng thành lũy được đặt theo tên của nhà thiết kế công sự nổi tiếng của Pháp thế kỷ 17. Điểm đặc trưng trong các sơ đồ thiết kế này là những tòa thành hình vuông, lục giác hoặc bát giác. Các pháo đài nhô ra phía trước nhằm bảo vệ cho các mặt thành. Hệ thống hào xung quanh có thể cho đầy nước bất kỳ lúc nào. Từ năm 1802 đến năm 1844, nhà Nguyễn đã cho xây dựng 32 tòa thành theo kỹ thuật vào bờn, trải dài khắp đất nước. Trước khi có sự can thiệp của người Pháp, năm 1873 và năm 1882, thành Hà Nội là trung tâm chính trị, quân sự, hành chính cao nhất của Tổng trấn Bắc Thành, quản lý khu vực Bắc Bộ Việt Nam hiện nay năm 1802 đến 1831, rồi tỉnh Hà Nội từ năm 1831. Thành Hà Nội không chỉ là pháo đài chính ở Bắc Đông Dương, mà còn là lỵ sở hành chính của một tỉnh lớn và thủ đô lịch sử của đàng ngoài, nơi đóng đô của nhiều triều đại quốc gia trong nhiều thế kỷ. Nhưng sau hòa ước giáp thân 1884 của triều đình nhà Nguyễn đã chính thức đặt Việt Nam dưới sự bảo hộ của thực dân Pháp. Người Pháp bắt đầu cho quy hoạch và thay đổi toàn bộ Hà Nội, trong đó có thành Hà Nội. Biên bản họp ngày 2 tháng 7 năm 1888 về việc phân định ranh giới thành phố Hà Nội cũng như các công trình, đất đai của chính quyền quân sự. Theo đó, 1. Thành Hà Nội phải được xếp hạng như là một khu vực quân sự và gồm các công trình phụ trợ, lô cốt Bắc và lô cốt Hữu Ngạn sông Hồng. 2. Toàn bộ thành Hà Nội là đất quân sự. Các công trình của người An Nam hiện trong khu vực thành sẽ được coi như những công trình cũ và phá bỏ dần dần. Đồng thời, cần thống nhất rằng các công trình này không được xây dựng lại hoặc cải tạo lớn. Từ năm 1885, người Pháp bắt đầu xây dựng nhiều trại lính lớn và các tòa nhà làm việc cho quân đội. Điện Kính Thiên bị phá hủy để xây sở pháo binh. Từ năm 1884 cho đến năm 1897, hầu hết các tường thành và cổng thành đã bị phá hủy, chỉ giữ lại cổng thành phía Bắc. Thành Hà Nội những năm 1884 đến năm 1897, ngoài một số công trình được giữ lại như Kỳ Đài, Đoan Môn, thành bậc rồng trước thềm Điện Kính Thiên, Hậu Lâu, Cửa Bắc, minh chứng của một thời kỳ lịch sử huy hoàng đã qua, thì người Pháp đã từng bước phá hủy và quy hoạch lại toàn bộ tòa thành gắn với mục tiêu quy hoạch chung của thành phố. Cùng với việc xây dựng những công trình quân sự trong thành Hà Nội, người Pháp bắt đầu xây dựng những tuyến phố mới quanh khu vực thành Hà Nội. Đại lộ Thăng Nô, nay là phố Phan Đình Phùng. Quang cảnh đại lộ Grand Borders, nay là phố Quán Thánh. Đại lộ Pioneer, nay là đường Điện Biên Phủ. Không thể hiểu hết được sự phát triển của thành phố Hà Nội nếu không biết tới nét cổ kính của đô thị An Nam chen lẫn các khu phố Tây. Cùng với quá trình thay đổi diện mạo thành Hà Nội, người Pháp bắt đầu cho quy hoạch lại toàn bộ Hà Nội để biến đô thị Á Đông thành một đô thị phương Tây thuộc địa. Hai giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình hình thành khu phố Pháp là sự chỉnh trang khu vực Hồ Gươm và xây dựng trên bờ đông của hồ các tòa nhà hành chính đầu tiên chuyển từ khu nhược địa ra. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nhiều tuyến phố lớn đã ra đời quanh khu vực Hồ Gươm như phố Hobart, Tràng Tiền, Hàng Khay ngày nay, đại lộ Joseph Ferry, nay là phố Hàng Trống và Lê Thái Tổ, đại lộ Đồng Khánh, nay là phố Hàng Bài, đại lộ Gambetta, nay là phố Trần Hưng Đạo, đại lộ Gia Long, nay là phố Bà Triệu. Nghị định ngày 17 tháng 9 năm 1886 của Phó Công sứ Hà Nội nghiêm cấm xây dựng cũng như sửa chữa các công trình bằng tranh ở khu vực mặt tiền trên các phố Insecurus, sau đổi tên thành phố Hobart, rồi đổi tên thành phố Tràng Tiền, Hàng Khay, phố Anh Quốc, nay là phố Hàng Khay, Burners, sau đổi tên thành phố Just Ferry, nay là phố Hàng Trống, James Lewis, nay là phố Hàng Chiếu. Cùng với quá trình kiến thiết, quy hoạch lại Hà Nội thành khu phố cũ, phố cổ và khu phố mới, người Pháp cho xây dựng nhiều công trình hành chính và dân sinh xã hội quan trọng. Những công trình mang phong cách phương Tây và khác biệt so với những kiến trúc truyền thống ở Hà Nội cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Phủ toàn quyền Đông Dương được xây dựng từ năm 1887, trung tâm chính trị quan trọng bậc nhất của Pháp cai quản toàn cõi Đông Dương. Nhà hát thành phố được nghiên cứu và xây dựng trong các năm 1808 đến 1916 trên phố Hobart, nay là phố Tràng Tiền. Công trình được coi như là một phần bản sao của nhà hát Opéra de Paris, Pháp. Tòa thống sứ Bắc Kỳ, cơ quan đứng đầu của máy cai trị Pháp ở Bắc Kỳ, nay là nhà khách chính phủ. Nhà thờ lớn Hà Nội xây dựng từ cuối thế kỷ 19.
trường Đại học Đông Dương xây dựng đầu thế kỷ 20. Đại học Bảo hộ Đông Dương, nay là trường Trung học Phổ thông Chu Văn An. Cầu Paul Dormer cuối thế kỷ 19. Hệ thống nhà ga Hà Nội cuối thế kỷ 19. Cùng với đó là hệ thống đường sắt xe lửa. Hà Nội sẽ ngày càng trở thành một phố châu Âu. Phải nhanh chóng xây dựng cho nó các công trình giao thông, nhà cửa, chợ búa, lò mổ. Để chỉ huy công việc này, cần phải có một chính quyền chăm sóc đặc biệt cho Hà Nội. Chính quyền này chỉ có thể là một ủy ban thành phố. Cho đến những năm 1920, Hà Nội về cơ bản đã hoàn thiện hệ thống đô thị với hai phần rõ rệt. Đây là sơ đồ Hà Nội năm 1876, vạch chồng lên một khung ảnh chụp năm 1926. Bức ảnh của Cục Hàng không Đông Dương này đã làm nổi bật những khu phố ngoằn nghèo của khu bản xứ so với những ô bàn cờ đều đặn của các đại lộ trong khu phố Pháp. Cái tứ giác mênh mông ngày xưa định hình tường lũy thành Hà Nội hầu như bị san bằng từ năm 1894 đến năm 1897. Ngày nay vẫn còn thấy rõ trên bản đồ thành phố nhờ bốn đường giao thông chính: phố Hùng Vương, phố Phan Đình Phùng, phố Phùng Hưng và phố Trần Phú. Những công trình kiểu phương Tây. Có thể nói, những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đã đánh dấu những bước thay đổi quan trọng về diện mạo Hà Nội. Từ thành ra phố, những yếu tố mới kiểu phương Tây hài hòa bên những giá trị truyền thống Á Đông.